Ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật Bản, những chiếc bẫy tinh vi dồn ép những cô gái đến đường cùng. AV nữ ưu là các nữ thần tượng nổi tiếng trong ngành công nghiệp người lớn ở Nhật Bản, JAV. Thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp sản xuất phim người lớn ở Nhật Bản là những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc đó mỗi năm có hàng trăm thần tượng phim người lớn được ra mắt. Tại đất nước này, có không ít diễn viên nổi tiếng trong ngành AV sau đó mới dấn thân vào các lĩnh vực giải trí khác. Tuy nhiên, cũng có những người bị buộc phải dấn thân vào ngành công nghiệp không có đường lui này vì chót rơi vào bẫy của các công ty JAV. Họ bị ép phải quan hệ tình dục với người lạ trước hàng chục người khác, thậm chí nếu họ bỏ trốn sẽ bị bắt lại và buộc phải tiếp tục công việc đó. Trong một chương trình của đài NHK Nhật Bản, các phóng viên đã phỏng vấn các nạn nhân của ngành công nghiệp JAV này. Với bài cách thức mà các công ty nhẫn tâm bẫy các cô gái trẻ, tẩy não họ, khiến họ phải cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè và từ đó trở thành con rối kiếm tiền về cho công ty. Akiko, 20 tuổi, là một trong những nạn nhân đã sập bẫy của một công ty JAV thiếu đạo đức. Ban đầu, công ty X này đã dùng chiêu bài trở thành người mẫu để thu hút các cô gái đến ứng tuyển. Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ không trực tiếp từ chối lời mời lịch sự này, Akiko cũng như thế. Sau đó, phía công ty yêu cầu cô điền vào mẫu sơ yếu lý lịch với các thông tin cá nhân cơ bản, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, học vấn. Cho đến thời điểm đó, mọi việc đều rất bình thường. Nhưng sau khi Akiko điền hết thông tin sơ yếu lý lịch, thì đối phương lấy một tài liệu vào và đề nghị Akiko ký. Họ không cho Akiko có đủ thời gian đọc kỹ nội dung mà bản thân Akiko cũng vô tư ký nhận mà không thắc mắc nhiều. Mãi đến sau này cô mới biết đó là hợp đồng làm việc chung với công ty X. Vài ngày sau, Akiko nhận được điện thoại từ công ty X yêu cầu cô đến công ty để quay phim người lớn. Phản ứng đầu tiên của Akiko là từ chối, sau đó phía công ty X đã cho người đe dọa cô bằng những lời lẽ như chỉ cần dựng bối cảnh đã tốn hàng trăm yên. Nếu không quay phim thì gia đình sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền và sẽ tiết lộ thông tin cho các bạn học biết. Nhưng điều thực sự đáng sợ là trong hợp đồng mà Akiko đã ký có ghi rõ số tiền bồi thường là 8,6 triệu yên, gần 2 tỷ Việt Nam đồng nếu không hoàn thành công việc. Có thể tưởng tượng được những cô gái trẻ lần đầu tiên gặp phải tình huống này đã hoảng loạn, bất lực và sợ hãi như thế nào. Cuối cùng, dưới sự ép buộc và dụ dỗ từ công ty X suốt 4 năm giờ liên tục, Akiko chỉ có thể đồng ý. Cô không muốn gây rắc rối cho gia đình, cô nghĩ chỉ cần chịu đựng là có thể vượt qua. Tuy nhiên đến ngày quay phim, sự tủi nhục và xấu hổ tột độ đã khiến cô vừa khóc vừa chống cự, đề nghị đối phương dừng lại. Tất nhiên, công ty X vẫn buộc Akiko phải quay xong đoạn phim người lớn đó. Kết thúc công việc, tinh thần của